11 năm 2017, Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đã ban hành quyết định kỷ luật luật sư Võ An Đôn bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên. Quyết định này được ban hành sau một chuỗi các sự kiện và các biện pháp giáo dục, thuyết phục để nhắc nhở luật sư Võ An Đôn chấn chỉnh lại đạo đức hành nghề luật sư của mình. Lý do khai trừ Võ An Đôn khỏi Đoàn Luật sư đã nêu rõ trong quyết định, đó là lợi dụng quyền tự do ngôn luận đã có nhiều bài viết, video clip phát ngôn trả lời phỏng vấn với báo chí, đối tượng ở nước ngoài bịa đặt nói xấu luật sư, cơ quan tiến hành tố tụng, đảng và nhà nước Việt Nam nhằm mục đích kích động tuyên truyền, xuyên tạc không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của đảng, nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư Việt Nam. Theo điều 9 luật luật sư năm 2006, luật sư Võ An Đôn đã vi phạm một trong những hành vi bị nghiêm cấm, đó là lợi dụng việc hành nghề luật sư, danh nghĩa luật sư để gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân. Việc kỷ luật đối với hành vi này là phù hợp với quy định của luật luật sư. Luật sư Võ An Đôn là cái lợi dụng danh nghĩa luật sư để kêu gọi tiền bạc từ các tổ chức phản động, tuyên truyền bịa đặt để nói xấu nhà nước ta. Nếu đã từng xem các phiên tòa có sự xuất hiện của luật sư Võ An Đôn, thì vì luật sư này luôn giả nhân giả nghĩa với bỏ bọc bào chữa miễn phí cho bị cáo trong các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, gây rối trật tự công cộng. Nhưng sau đó, vì luật sư này lại ngấm ngầm nhận tiền từ các tổ chức phản động bên ngoài. Xét về mặt đạo đức hành nghề luật sư, luật sư Võ An Đôn không còn đủ tư cách cầm trên tay tấm thẻ hành nghề để đi bào chữa cho các đối tượng chống phá đất nước. Xét về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như pháp luật, Võ An Đôn lại càng thua kém khi hầu hết những lần bào chữa mang danh miễn phí kia đều thất bại. Thân chủ không được nhờ cậy gì từ vị luật sư trá hình này, ngược lại còn bị hình phạt cao hơn do luật sư Võ An Đôn không lo tìm luận cứ và chứng cứ để bào chữa, chỉ lo tuyên truyền xuyên tạc nói xấu các cơ quan nhà nước và sau phiên xét xử. Ngay từ khi có quyết định kỷ luật, Võ An Đôn đã bộc lộ rõ bản chất khi liên tục kêu gọi đồng bọn bên ngoài lên tiếng phản đối, viết bài xuyên tạc, phỉ báng lại quyết định đó. Những hành động này càng chứng minh quyết định của Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên là hoàn toàn chính xác. Việc kỷ luật luật sư Võ An Đôn phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, bảo vệ công lý và bảo vệ danh dự cho nghề luật sư, không thể để cho những kẻ lợi dụng danh nghĩa luật sư để chống phá đất nước, làm tổn hại đến danh dự, đạo đức của những luật sư chân chính khác. Dân chủ rỡm Võ An Đôn bị xóa tên khỏi Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên. Đồng bọn của Võ An Đôn chính là những kẻ biến chất đã bị thu hồi thẻ luật sư, kêu gọi thành lập cái gọi là Hội Luật sư Độc lập nhằm tách biệt khỏi Liên đoàn Luật sư Độc lập trong mọi vấn đề. Cả ý tưởng ngu xuẩn này được cho là xuất phát từ Lê Công Định, một kẻ biến chất từng cầm trên tay chiếc thẻ luật sư, tuy nhiên đã bị tòa án tuyên phạt tù 5 năm về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và bị tước thẻ hành nghề luật sư. Theo quy định của pháp luật thì Lê Công Định không được hành nghề luật sư bởi không có thẻ luật sư và không nằm trong danh sách của bất kỳ đoàn luật sư nào. Liên quan đến sự việc xóa tên Lê Võ An Đôn khỏi đoàn luật sư, Lê Công Định đã bày tỏ quan điểm sai lệch của bản thân trên trang Facebook cá nhân rằng xóa tên luật sư Võ An Đôn khỏi đoàn luật sư Phú Yên dẫn đến việc thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của anh, một lần nữa chứng minh Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các đoàn luật sư tỉnh thành ở nước này là con rối trong vở kịch công lý vụng về do đảng cầm quyền đạo diễn. Thưa luật sư Võ An Đôn, anh nên nghỉ ngơi một thời gian rồi chúng ta cân nhắc việc thành lập Liên đoàn Luật sư Tự do Việt Nam để đối trọng lại với tổ chức nô tài bưng bô đảng cầm quyền trước đây. Đây là đề nghị nghiêm túc. Không biết các luật sư dân chủ này ngu hay giả vờ ngu khi chính lật lọng và chà đạp lên luật sư do chính người hành nghề luật sư gây dựng nên. Đã hành nghề luật sư thì phải có chứng chỉ và có thẻ luật sư, phải hoạt động trong một đoàn luật sư. Ngay khi vừa đưa ra ý tưởng thành lập hội luật sư riêng, đã có nhiều ý kiến phản đối lối suy nghĩ ngu dốt này của luật sư biến chất. Tài khoản Bảo Bình nhận định như sau: quốc có quốc pháp, gia có gia quy, kể cả bạn bè cũng có trật tự chơi với nhau, cũng đừng tưởng loài vật là bát nháo mà chúng cũng có trật tự cả đấy. Ngay cả cơ thể của anh cũng vậy, tay chân mặt mũi thế nào nó cũng có trật tự cả. Các anh đang sống ở bất kỳ quốc gia nào, khi tham gia vào tổ chức hội nhóm nào đều có quy tắc ứng xử luật lệ trên dưới cả. Luật sư Lê Công Định và Võ An Đôn thật sự không hiểu là các anh có biết được những điều cơ bản trên không. Trong vài năm trở lại đây, các tổ chức phản động ở nước
ngoài thường xuyên rót tiền về Việt Nam để kêu gọi những thành phần biến chất trong nước thành lập ra các hội nhóm độc lập nhằm chống đối lại với chính quyền, phá hoại đất nước. Đã từng có rất nhiều hội nhóm độc lập được thành lập như Hội Nhà báo độc lập, Hội Văn đoàn độc lập. Nhưng tất cả các hội nhóm này chỉ là ảo bởi chúng không có bất kỳ hoạt động nào đáng kể và đều bị cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại của bọn chúng. Hội luật sư độc lập cũng nằm trong số đó. Các đối tượng muốn tách rời khỏi pháp luật Việt Nam, muốn đi cải thuê cho các hành vi chống phá đất nước mà không chịu sự ràng buộc của pháp luật nước nhà, muốn tách khỏi sân chơi chung của các luật sư chân chính khác. Hành động này vừa thể hiện sự non kém về trình độ nghiệp vụ, tụng so tài với các luật sư khác, mặt khác lại thể hiện sự thiếu hiểu biết về pháp luật Việt Nam khi đi ngược lại với mọi quy định của pháp luật về luật sư. Hội luật sư độc lập cũng chỉ là hội nhóm nhỏ tụ hợp các thành phần biến chất của giới luật sư, thậm chí nhiều kẻ còn phải chịu án phạt về hành vi phạm tội như Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân. Hội nhóm này cũng chỉ tụ hợp cho vui và lừa gạt tiền từ các tổ chức phản động ở bên ngoài mà thôi, chứ về mặt pháp luật thì nó không có vị trí nào cả.